Chào các bạn, bài này sẽ nói về play mode, chế độ hòa trộn. Nếu các bạn đã sử dụng thành thạo những cái phần mềm máy đốt khác như là Photoshop, Illustrator, InDesign hoặc là thậm chí là Premiere Pro thì chế độ hòa trộn đã khá là thân thuộc và nguyên lý hoạt động thì cũng y chang nhau cho dù bất cứ một cái phần nào. Nếu các bạn chưa quen xài những phần mềm của Adobe thì các bạn cũng đừng có lo, đừng có mất tự tin như vậy. Tôi sẽ ở đây và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những điều này. Thì Play Mode nó hữu hiệu như thế nào? Thì nó sẽ tạo ra được vô vàn những cái footage rất là đẹp. Ví dụ như là tạo tia nắng, tạo bokeh, tạo những cái lighting flare hoặc là tạo tuyết rơi giống như thế này. Ủa em ơi, máy lạnh để bao nhiêu độ mà trông có vẻ lạnh vậy? Chắc do tuyết thôi. Do tuyết. Cũng có lý. Ngoài ra Play Mode cũng hỗ trợ cho việc chỉnh màu. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn luôn cái cách làm như thế nào. Tôi sẽ tạo tuyết cho đoạn clip này. Thực ra đây là cảnh hoàng hôn mà tạo tuyết trên đó thì khá là tào lao. Nhưng mà không sao, đây cũng chỉ là ví dụ để hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái chức năng chế độ hòa trộn Play Mode này. Tôi kéo một đoạn clip mà có cảnh tuyết rơi. Đoạn clip này tôi đào trên YouTube và cũng rất là dễ dàng để kiếm những cái đoạn clip mà nó như thế này. Bấm chuột phải chọn Central Frame Size để cho cái size của nó full toàn màn hình. Bây giờ vô trong bảng Effect Controls thì chỗ Blend Mode sẽ có hai cái phần có thể sử dụng được, đó là Lighten và Screen. Lighten nó sẽ khử đi những cái phần màu tối, nó chỉ giữ lại những cái màu sáng. Thì ở đây những cái bông tuyết nó là màu trắng thì nó sẽ được giữ lại. Tuy nhiên cái Lighten này thì bông tuyết nó không được nhiều. Tôi sẽ chuyển qua Screen. Cảm giác tốt hơn rất nhiều, khung cảnh rất lãng mạn, nắng màu vàng cực kỳ đẹp, hoàng hôn đang xuống và có cả tuyết rơi nữa. Trong phần Opacity, mình có thể chủ động chỉnh cho nó nhạt hơn hoặc đậm hơn phù hợp với cái sở thích của mình. Phần tạo tuyết ở trên clip này nó cũng khá là dở hơi. Bây giờ tôi sẽ làm với một cái ví dụ khác sẽ hợp lý hơn. Đó là tôi tạo ra những cái lighting trong clip nó sẽ lãng mạn hơn. Đây là một đoạn clip tôi có sẵn. Giờ tôi sẽ làm cho nó full màn hình. Các bạn có thể thấy là những cái lighting màu trắng nó chuyển biến như vậy thì làm cho cái clip mình nó sẽ hấp dẫn hơn. Tôi cũng vô Blend Mode và chọn Screen. Nhìn cực kỳ như phim Hàn Quốc vậy. Giờ tôi sẽ chỉnh cho nó nhạt hơn một xíu để trông tự nhiên hơn, khoảng 50%. Đó, ánh mắt của anh ấy rất là thèm khát. Tôi nghĩ là những người con gái mà nên rất cẩn thận với những ánh mắt như thế này. Mình có thể dùng công cụ là phím R để kéo cho nó dài hơn, tức là cho cái tốc độ của nó sẽ chậm lại. Có thể cho nó mờ dần để khi kết thúc cái đoạn clip này nó sẽ trông được tự nhiên. Thì chỗ Opacity thì tôi sẽ ghi là 50% và cuối đoạn clip thì tôi sẽ để là 0%. Nó sẽ trông mượt mà hơn. Trong mục Play Mode có rất nhiều chế độ hòa trộn khác nhau. Không phải là cái nào mình cũng sử dụng thường xuyên. Tôi nghĩ là hay sử dụng nhất là Screen, Multiply và Overlay. Đây chính là ba cái chế độ tôi nghĩ là sẽ cần thiết nhất. Thì ngoài ra những chế độ khác thì các bạn cũng có thể thử. Nếu nó phù hợp với clip của mình thì mình có thể sử dụng, không sao cả. Play Mode cũng có khả năng hỗ trợ cho phần chỉnh màu. Tôi sẽ ví dụ, đây là một đoạn clip trông khá là thiếu sáng. Và để tôi thử xem trong cái Play Mode này nó sẽ hỗ trợ được gì nhé. Tôi sẽ tạo một cái Adjustment Layer. Kéo nó vô. Trong phần Play Mode chọn chế độ là Screen. Đó, các bạn có thể thấy không? Cái clip của tôi sáng lên rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ delete đi để các bạn so sánh. Đó, chỉ vài thao tác đơn giản thôi. Mình có thể kiểm soát được về sắc độ của đoạn clip. Trong cái Opacity đó mình cũng thể chủ động hơn trong cái sáng tối của nó như tôi đang làm trên màn hình. Một ví dụ khác, đây là một clip. Tôi nghĩ là cô gái này rất xinh. Đoạn clip này có thể nó hơi bị dư sáng một xíu.
Tôi muốn chỉnh cho nó cân đối hơn về sắc độ. Tôi cũng kéo một cái Adjustment Layer lên. Tôi sẽ chọn chế độ là Multiply. À, các bạn có thể thấy cái clip này nó được tối đi và tôi sẽ cứ chỉnh lại cho opacity để cho nó phù hợp. Rất là đơn giản phải không nào? Đây là tất cả những gì mà tôi muốn giới thiệu các bạn trong ngày hôm nay. Tuy rất đơn giản thôi nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong phần editing của các bạn. Và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại trong lần kế tiếp.